Bây giờ này là nói tỷ số thì mình thua rồi, nhưng phải đếm cho các bạn coi để các bạn biết là bên kia hồi nãy em mấy con hả? 12. 12. 1. 1. 2. 4. 7. 9. 10. Nếm đó 12 phải không? Ừ. 11. Đừng có chăn chăn. Đấy. Đấy, bao anh Long bỏ. Thưa các bạn, hôm nay mình xin đi review câu cá này các bạn. Đây là những cái hành trang mà chuẩn bị đi câu các bạn. Đó, những hành trang đi câu. Và chung quanh là những cái ao, rất nhiều ao các bạn, rất nhiều ao. Là cái quang cảnh của núi đồi Đắk Nông. Mình cách đây khoảng 150 km các bạn. Bạn cái đó bỏ dù lên á. Bỏ dù lên. Cái này là cái túi này là để chuẩn bị những cái thức ăn cho mình hay cho cá. Đâu, cái này là mình bỏ đồ thôi. Thì bỏ gì đó bỏ. Quá kỹ càng luôn. Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay mình xin review đi câu các bạn. Những cái hành trang bây giờ đầy đủ rồi, giờ xin mời tất cả các bạn theo mình, hai anh em là đi câu thi các bạn. Nếu mà anh nào mà được nhiều cá là không phải trả tiền, anh ít cá là phải trả tiền, anh nhiều cá và bao trọn gói cái ngày mà giải quyết ăn uống. Anh nói câu thi phải không? Rồi, mọi người thấy chưa? Xin chào mọi người nhé. Mới vừa chào đầu ông này, ông nó gáy là ông câu thi rồi. Rồi bây giờ nè, thế là mình ngày thứ bảy ông dịch này, mọi ba anh em đi trải nghiệm câu cá này. Rồi bây giờ được ông anh này là ông gáy cá độ câu thi này. Bắt tay nha, thua rồi chị phép bà thứ nhá. Rồi mời mọi người chuẩn bị theo dõi cái cuộc câu thi của chúng mình nhá. Thật ra thì mọi người có biết không, anh Long này, anh Long anh thi câu với thầy thì đúng là sai lầm rồi. Không, cũng sai lầm một kiếm bên à. Kia là cái anh là ATM chuyên đi ăn đi câu cá thôi và thợ câu, còn anh này thì chỉ có câu cá trong chợ thôi. Nhưng mà bây giờ mà nói thiệt sự là anh mà anh bắt cặp vô là anh sai lầm rồi, anh nói thiệt sự. Anh bắt cặp với em thì được, chuyện anh bắt cặp với anh ATM thì chịu thua rồi. Mình phải thử những cái người tài mình mới biết mình cái tài mình mà so sánh được các bạn đó. Em tí nữa em thi với anh. Tí nữa em sẽ thi với anh, với anh ATM là thi câu cá không mồi. Con mồi. Rồi xong. Xác định anh Long là xong rồi đó. Tỷ số 6-1 rồi các bạn ơi. Tỷ số bây giờ là 6-1. Mấy? Sắp giống với tỷ số màu hãng Việt Nam. 6-1 rồi. Vâng, kính thưa các bạn, Thanh Long Vlog với ATM TV, tỷ số bây giờ đang nghiêng về ATM TV với tỷ số là bàn thắng đẹp quá của Gio Marketer đã bùng thủng đội lưới bạn. Với địch thủ như vậy thì với tỷ số của Thanh Long Vlog không bao giờ theo lại STV ATM TV các bạn. Vâng, xin mời tất cả các bạn ra sân đấu để tiếp tục. Đồ một cái ấy. Đồ lại anh luôn, đồ muốn nói. Mình đang là huấn luyện viên
mình thật khó các bạn mà anh giận là cái mình tả ra mình giận đúng luôn các bạn. Mà tỷ số thành lập với lóng bây giờ hơn STV là 26 tỷ số 26 thì đội bạn cũng có gì mình đáng lo lắng các bạn. Tỷ số này là mình ok nó bố anh. Đi số thành lòng vlog với đội bạn là cũng không chưa có gì đáng ngại các bạn. 26 tỷ số 26. Vâng, xin mời tất cả tiếp tục theo dõi với trận bóng kinh điển. Trận bóng kinh điển của trận bóng kinh điển đó các bạn thấy cá chưa bạn, mình hai con nhưng mà cũng hơi to đó các bạn. Và với tỷ số này thì mong tất cả các bạn tiếp tục theo dõi với cái trận đấu kinh điển trên sân cỏ của Manchester City rồi bên này biết có đội bóng Manchester City. Cái kiểu là giống như là ngoại sơn quan hổ đấu á, dù có ai thắng nữa thì trưa này mình cũng được một vé, vì vậy cho nên là bây giờ mình cổ vũ cho hai người. Thì hiện tại bây giờ tỷ số là 6-1 nghiêng về cho đội ETM Gia Nghĩa. Đây là ETM Gia Nghĩa này. Đấy. Còn hai là nghiêng về Thanh Long Vlog kìa. Ấy, ấy, yeah. Ôi. Rồi trời ơi, mình thắng đến phút 89. Cái này nói thật tình đó, mình xin nói là trách nhiệm là do các bạn. Tại vì mình đang nhìn các bạn đó, mình nói chuyện các bạn là do các bạn chứ không phải do mình. Mình thấy cái này là mất cái đi câu cái... cá mà mặt để đâu cá ăn lút phao mà mất phao luôn cái mà không biết. Cái này là mình trước Barcelona mình lấy tay mình hất vô nhưng mình không vô cầu môn các bạn. Ghê quá. Bóng đến vạch 5m rồi mà còn không ghi bàn được. Thủ môn không có rồi mà còn không ghi bàn được. Mình cũng phung phí các bạn, chưa biết. Không biết tiết kiệm. À chứ không chưa biết tiết kiệm. Mà nói chung là chưa đâu. 62 cũng chưa có gì gọi là đáng ngại lắm. Quan trọng là chưa hết tới phút 90 cộng 3 nữa là còn 3 phút bù giờ nữa mà. Uống quá các bạn, uống cá vừa rồi phải đến lên khối mặt nước rồi mà. Qua bên đây hay qua ăn bên đây, đừng ăn bên đó, đừng qua bên đây. Thôi. Nhất mà được ăn bên đó. Ăn bên này cũng không. Đó. Ăn cả hai bên. Đó. Bên đó là nó đang chạy qua bên đây này, nó đang chạy qua đây. Thôi. Chú, bây giờ nhìn cái thế anh giật kìa. Ủa, ăn cái này nó chưa ấy lắm, nó chưa vãi rồi đấy. Cần thủ đứng giật cá mà giống như là đi có pháo. phải có cái thế các bạn chứ, bây giờ không có thế. Thứ nhất là nó nắng nữa, thứ hai là coi như mình cũng hơi lâu năm rồi mới đầu với câu lại mà thầy, mà nói chung làm sao mà để thầy ổng lên. Chứ nếu mà mình thắng thầy thì mình không nói là thầy được. Hôm sau thầy không rủ đi câu nữa đúng không? Mua cho nhiều thứ lắm, nhiều thứ ổng. rồi. Xác định là bây giờ là 72. Cá to này, con này. Châu. Mắt đỏ kìa. Châu. Quá tuyệt vời. To nhất đó các bạn không? Đúng không? Ủa tao con đó là lúc nãy nó ăn mình bạch trọc nó qua bên đó đó. Con đó là tính bên mình nữa nha. Tính nữa tao giống tính nguyên con. Chết mày. Ôi cá vô phi ơi. Cá vẫn là cá. To hay lớn gì mình tính. Sâu quá. Mình tính là một con. Để. Đây là 72. 72. Tỷ số bây giờ là 72. 72 rồi. Đây còn qua đây đó cái cần mới bơi bước xuống ăn còn đó chứ đừng ăn còn kia.
Thôi bây giờ thế này. Rồi nhá, bây giờ là bây giờ đến giai đoạn đóng cá. Bây giờ anh em tụi em đem trước đi. Một con. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Chín. Mười. Mười một. Mười hai. Là rồi anh em tụi em. Vâng. Và đấy bây giờ đến lượt anh Long. Qua bây giờ sàng. đến lượt anh Long này. Rồi ít hơn rồi. Qua sàn đài thầy thi đấu các bạn ATM Vlog với Thanh Long Vlog nha các bạn. Bây giờ này là nói tỷ số thì mình thua rồi nhưng phải đếm cho các bạn coi để các bạn biết là bên kia hồi nãy em mấy con hả? 12. 12. 1. 1. 2. 2. 4. 7. 9 10 nếm đó 12 phải không? Ừ. 11. Đừng có chan chan. Ôi, ôi, có 8 thôi. Tỷ số bây giờ là 8-12. Thôi bây giờ hai người bắt tay nhau cái đó chứ. Rồi bắt tay nhau. Bây giờ kết quả là anh ETM TV đã thắng và bây giờ hai người bắt tay nhau và trưa nay á thì anh Thanh Long Vlog sẽ có 3 vé nhá. Ba vé full phụ kiện nha mọi người nhá. Rồi. Đúng rồi cho các bạn coi chút đúng trong đây này. Sau 1 tiếng đồng hồ nha mọi người nhá. Sau 1 tiếng đồng hồ này, sau 1 tiếng đồng hồ thì 4 kg không? 4 kg không? Hơn chưa hả? 4 5 kg đấy mà. Sau đấy. Chậm theo chút. Đấy, bao anh Long còn khoảng bao nhiêu ký? Anh Long bỏ trong còn được bao nhiêu ký? Chắc khoảng 4 ký thôi, lên 5 ký gì đó. Cái đó. 5 ký.